Hương Vy rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Có thể nói là mỗi lần mà chúng ta gặp một cái đối tượng mới, làm thế nào để tự tin là vô cùng quan trọng. Đó là một câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà đầu tiên chúng ta hãy đến với tiểu phẩm của chương trình các bạn nhé. Mà tại sao có sang L không vậy? Người ta là 4XL mà. Tôi làm sao mà mặt đâm đấy? Sao ta? Nhân ơi Nhân! Nhân à! Nhân! Gì vậy? Làm gì vậy? Chơi! Chơi múa lụa. Cái tướng bà gì mà chơi múa lụa luôn hả? Ba má bà đặt tên cho bà là cái gì? Mỹ Nhân hả? Tôi thấy tội nghiệp cái tên quá, nhìn bà như con giả nhân vậy đó. Con giả nhân vậy đó. Cái gì là gì vậy? Trời ghen địch bụng quá. Nè đó. Bộ tính đi bỏ sĩ ghen địch bụng hay gì nhiều vậy? Thì đó, ngày hôm kia sinh nhật tôi đó. Bây giờ tôi khui quà ra tặng là bá ghen địch bụng quá mà. Không biết nào. Có cái sinh nhật không mà tặng quá trời ghen địch bụng vậy hả? Thì bữa đó đăng Facebook đó, nói là ước gì dòng hai của mình được thon gọn. Nghĩ sao mấy đứa bạn nó chơi nó mua ghen địch bụng quá mà. Mà đã vậy nó mua sang L nữa, tôi đâu có vừa đâu. Sao mà nịch nổi? Nhưng mà giờ cái này sao? Sao là sao? Giờ mở bụng tôi nó thừa quá trời rồi. Bây giờ tôi mặc đồ vô nó xấu quá à. Trời ơi, nói thiệt nha. Nó không phải nói chứ thiệt á. Nhìn cái bụng của bà thiệt á, ngắn mở ghê luôn á. Sao mà bự dữ vậy trời? Sao mà bự dữ vậy trời? Sao mà bự dữ vậy trời? Tôi lỡ mập thôi chứ bộ đâu cố tình mập đâu. Tôi lỡ mập thôi chứ bộ đâu cố tình mập đâu. Trời ơi, bởi vậy sao mà cái số kỳ ghê luôn á nha. Tôi nhìn nè, đó, người thì rất là thon gọn ha. Bụng thì không có. Mà tôi hiểu tại sao bạn tôi toàn là bụng có kìa. Bụng mà bụng quá trời, quá trời mỡ, nó cũng không hiểu luôn á. Thì tại vì nó ăn nó không có phát triển chỗ nào hết, nó phát triển chỗ mỡ. Thì đi diet đi, tập thể dục đồ vô, giảm mỡ, giảm cân đồ. Gì đó, giảm rồi đó, nhưng mà nó cũng còn dướng. Giảm tới một mức nào đó, tự nhiên cái nó không giảm được nữa. Bỏ bạn giờ về tập mới biết khi nào nó mới giảm mỡ. Đúng rồi, tới lúc mà giảm được cục mỡ bụng là nó hư cái khớp luôn á. Đó, bởi vậy. Bởi giờ sao? Cũng muốn giúp bạn lắm. Bây giờ nịch bụng bây giờ cũng đâu có khả thi đâu. Không, nịch bụng là không có khả thi rồi. Nịch cái nó dồn ngược lên trên. Có bữa tôi nịch xong tôi đi thở oxy luôn. Tôi đi thở oxy luôn. Trời ghê quá vậy. Ừ, tại ngợp á. Thôi được, mà bây giờ tôi thấy cái vấn đề nịch bụng nó cũng không có phải là cái phương pháp lâu dài. Không lẽ mình cứ nịch hoài thì sao, đúng không? Mình phải tìm một cái phương pháp gì đó. Sợ gì? Sợ phẫu thuật đúng không? Không. Phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Trời ơi, bởi vì không hiểu đi. Bây giờ cái thời đại mình là thời 4.0 rồi. Tại sao bây giờ nghĩ tới thẩm mỹ là phải phẫu thuật? Ê mà nói nghe này, trước khi đi nghiên cứu hỏi thiệt nha. À. Thí dụ như ngoài cái mở bụng ra, cái công nghệ mà bà nói á, có sử dụng lên tay chân như là nọng được không? Thôi thôi, tôi đâu phải bác sĩ đâu. Hỏi tôi sao tôi biết được? Bây giờ nếu như mà muốn biết tất cả mọi thứ và coi như là hút mỡ thừa mà không cần phải phẫu thuật là cái phương pháp nó như thế nào thì phải đi hỏi thì mới biết được chứ. Ngồi đây chờ nha. Chơi làm gì? Đi nịch bụng. Khỏi nịch bụng đi liền. Mỡ thừa là một cái gì đó mà nó cứ đeo bám, nó rất là khó chịu, mà tìm mọi cách giải quyết thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là Tường Vy đã mời đến chương trình Đẹp để tự tin thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga, giảng viên của trường Đại học Y Dược, giúp cho các bạn có thể giải quyết câu hỏi này. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vy và chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp để tự tin ạ. Và ngày hôm nay thì mời bác sĩ đến đây với một cái chủ đề mà gọi là cái sự đau khổ của chị em phụ nữ chúng ta luôn, đúng không? Mỡ thừa. Nhưng mà cái mỡ thừa này á là do mình ăn quá nhiều, là mình bị giống như là lên cân, hay là đến cái độ tuổi nào đó thì tự động nó sẽ xuất hiện à? Thực ra thì cái sự hình thành của mỡ thừa nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Mọi độ tuổi đều có thể gặp phải. Thông thường thì nó sẽ liên quan đến hai cái yếu tố chính, đó là cái chế độ ăn uống và thứ hai là cái chế độ sinh hoạt luyện tập. Khi mà chúng ta bước sang cái độ tuổi ngoài 30, đặc biệt là phụ nữ, sau khi mà trải qua một cái quá trình sanh nở vân vân, thì cái nguy cơ bị tích tụ mỡ thừa nó sẽ cao hơn so với những cái độ tuổi trước đó. Nhưng chung quy lại thì mỡ thừa vẫn là một cái vấn nạn mà do cái thói quen ăn uống và do cái thói quen thiếu vận động, thiếu luyện tập gây ra. Theo em có tìm hiểu về vấn đề này thì em biết là hình như là nó sẽ có hai loại. Một cái là hủy mỡ thừa mà không phẫu thuật,
và một dạng là phẫu thuật. Thực sự thì dù rằng chúng ta sử dụng cái phương pháp nào để mà loại bỏ cái mỡ thừa ra khỏi cơ thể chúng ta nên hiểu rằng mọi cái phương pháp hủy mỡ đều lấy đi cái lượng mỡ mà trước đó đã tích tụ và đã tạo ra trong cơ thể chúng ta. Nó không thể nào mà ngăn ngừa được hoàn toàn cái tiến trình quay trở lại của mỡ. Bởi vì sao? Một người đang ốm, đang gầy vẫn có khả năng bị mập lên. Một người đang không có mỡ thừa vẫn có khả năng bị tích tụ mỡ thừa. Cho nên tất cả mọi phương pháp điều trị thì nó chỉ có cái ý nghĩa và giải quyết trong một cái giai đoạn tức thời. Còn cái việc mà chúng ta có bị tái lập trở lại sau đó hay không thì phụ thuộc vào bản thân của chúng ta hết 90 phần. Chứ không phải là do cái phương pháp. Nghĩ là giống như là mình đã lấy được cái mỡ đó đi rồi thì tốt nhất là sau đó nên duy trì từ chế độ ăn uống rồi tập thể dục thì mình có thể giữ lại hơn, chứ đâu có phải là lấy mỡ đi rồi là hiển nhiên là mỡ không bao giờ xuất hiện trở lại đâu. Vì biết là khi mà chúng ta nghe đến cái chữ là phẫu thuật có nghe thì nó hơi sợ thiệt, cho nên bây giờ khi mà có cái phương pháp là không cần phẫu thuật thì chắc chắn là mọi người đang rất là quan tâm. Cho nên là chị Bích Na có thể giúp cho mọi người đưa ra một số lưu ý, những cái điều mà mọi người cần quan tâm khi chuẩn bị bước vào cái phương pháp này không ạ? Thực sự thì đối với hủy mỡ không phẫu thuật á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái hình thức và cái phương pháp khác nhau. Đa phần bây giờ được ưa chuộng nhất là các cái loại máy móc mà nó hoàn toàn không xâm lấn. Nó chỉ đưa một cái luồng sóng, thông thường là sóng siêu âm, sóng điện từ mà cường độ cao, và đi vào cái độ sâu của cái mỡ mà đang bị tích tụ, hoặc là những cái dạng của cái cơ chế quang đông đưa một cái dạng năng lượng lạnh vào để mà làm cho cái mỡ mà đang đặc nó sẽ bị lỏng hóa đi và làm tách đi cái tế bào mỡ ra khỏi cái môi trường liên kết ban đầu của nó. Tuy nhiên, những cái phương pháp này thì chúng ta đều hiểu rằng nó chỉ biến đổi cái mỡ của chúng ta từ cái dạng mỡ đặc thành một cái dạng lỏng hóa, và cái việc mà chúng ta loại bỏ được nó sau đó thông thường phải thông qua một cái tiến trình dẫn lưu. Dẫn lưu thì thông thường là chúng ta có thể chườm nóng, chúng ta có thể massage, hoặc cũng có thể sử dụng một số các cái loại máy móc để mà đưa cái lượng mỡ mà đang chuyển từ dạng đặc sang dạng lỏng này được hấp thu vào các cái mạch bạch huyết và sau đó được loại bỏ cơ thể thông qua đường mồ hôi này, nước tiểu, hoặc là thông qua đường tiêu hóa, vân vân. Chính vì vậy cho nên là có những cái lưu ý đối với cái vấn đề hủy mỡ không phẫu thuật. Thứ nhất, về mặt hiệu quả thì nó sẽ phải chậm, từ từ. Nó cũng phải thông qua một cái tiến trình chuyển hóa và đào thải của cơ thể. Thứ hai, về mức độ hiệu quả của nó chắc chắn không thể so sánh ngay với những cái phương pháp phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật là gì? Có bao nhiêu mỡ chúng loại ta liền. Loại liền, có bao nhiêu mình hút hẳn ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy cho nên một cái kỳ vọng đúng về hiệu quả cũng là một cái điều mà chúng ta nên lưu tâm, để mà tránh cái tình huống là kỳ vọng cao quá thì đôi khi lại bị thất vọng. Đương nhiên trong giai đoạn này chúng ta nên kết hợp với một cái chế độ ăn uống hợp lý, nên tăng cường rau xanh, chất xơ, giảm bớt chất béo, đường, và nói chung là những cái gì mà có khả năng gây tăng cân trong cái giai đoạn này. Và hơn nữa, kể cả khi mà chúng ta đạt được cái kết quả của dẫn lưu mỡ và hủy mỡ sau đó rồi thì cũng đừng bao giờ chủ quan, bởi vì cái nguyên tắc quan trọng nhất của hủy mỡ không phẫu thuật, bạn không được lên cân. Nếu như bạn lên cân, thông thường cơ thể chúng ta sẽ có xu hướng bù trừ, nghĩa là cái vùng mà mỡ vừa mất đi nó sẽ có xu hướng tái lập vào chính cái vùng đó. Thông thường thì cái hủy mỡ không phẫu thuật thông thường nó tiến hành tương đối đơn giản. Trên cái vùng điều trị thường chúng ta chỉ cần bôi tê thôi, chứ không cần phải tiêm tê hoặc là gây mê giống như những cái phương pháp phẫu thuật. Nghĩa là thông thường ví dụ như sau khi mà chúng ta thực hiện những cái phương pháp hủy mỡ không phẫu thuật, chúng ta có thể quay lại cái nhịp sinh hoạt bình thường ngay ngày hôm sau. Còn riêng đối với phẫu thuật thì cái thời gian hồi phục của vết mổ chắc chắn nó sẽ phải tính bằng vài tuần, thậm chí vài tháng. Thông thường đối với phụ nữ thì có hai cái vùng mỡ mà cực kỳ khó phá hủy, đó là vùng mỡ ở hông eo và vùng mỡ ở vùng lưng trên. Một cái tin vui đó là nó hầu như có thể áp dụng được cho mọi cái vùng mỡ thừa. Những lưu ý khi hút mỡ không phẫu thuật: quá trình loại bỏ mỡ cần phải có thời gian, hiệu quả đạt được không nhanh như phương pháp phẫu thuật. Sau khi hút mỡ nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, giữ mức cân nặng hợp lý. Hầu hết mọi người đều có thể hút mỡ không phẫu thuật, trừ một số trường hợp phụ nữ đang mang thai, cho con bú, dưới 18 tuổi, người đang mắc bệnh mãn tính, huyết áp, tim mạch, tiểu đường hay gặp các vấn đề về tâm lý. Cần chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín, đảm bảo trang thiết bị vật chất hiện đại, công nghệ cao, yếu tố vô trùng khép kín trong khâu thăm khám, xét nghiệm sức khỏe, phẫu thuật, bác sĩ tay nghề cao. Và xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga đã đến với chương trình, đã có những lời chia sẻ rất là chân thành, giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về vấn đề mỡ thừa này. Và xin được chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.